Nhằm thực hiện tốt chỉ thị số 05/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, cũng như đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Chương trình nghệ thuật mừng đảng Xuân Tân Sửu 2021 cũng tổ chức gọn nhẹ, sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, khách tham dự phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị người dân xem chương trình văn nghệ tại nhà qua TV. Để tăng cường công tác phòng chống dịch trong tỉnh, đảm bảo vui xuân đón Tết an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp với công an địa phương, ngành y tế rà soát, lập danh sách quản lý chặt chẽ tất cả trường hợp học sinh, sinh viên, người lao động từ các địa phương khác về quê nghỉ Tết phải khai báo y tế. Khuyến cáo nhân dân trong dịp Tết phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K của Bộ Y tế. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã có công văn thống nhất không tổ chức lễ hội đón giao thừa, mừng Xuân Tân Sửu và không tổ chức bắn pháo hoa. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm. Năm nay là tạm ngưng cái bắn pháo hoa của tại tỉnh Vĩnh Long. Còn cái đêm văn nghệ thì không có tổ chức trực tiếp ở ngoài quảng trường. Mình không bắn pháo hoa nhưng vẫn tổ chức một số các cái hoạt động để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết. Tại tỉnh Sóc Trăng sáng nay cũng đã có quyết định dừng hoạt động bắn pháo hoa mừng Xuân Tân Sửu 2021. Trước đó, tỉnh Sóc Trăng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm trung tâm thành phố Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu còn chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động sự kiện tập trung đông người không cần thiết dịp năm mới tại địa phương, đồng thời triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đã lập các chốt ra vào trên địa bàn để kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, một số tỉnh như Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang cũng đã có quyết định không bắn pháo hoa. Một số tỉnh vẫn duy trì việc tổ chức đêm văn nghệ đón năm mới nhưng đã thu hẹp quy mô tổ chức.